Trong video số 42 này mình xin giới thiệu đến các bạn ván đấu giữa Phạm Quốc Hương đại chiến danh thủ Trần Na Sáng trong dạy An Trụ tháng 4 năm 2019. Trong đó này Phạm Quốc Hương cầm đỏ đi tiên, Trần Na Sáng cầm đen đi hậu. Diễn biến của ván đấu diễn ra như sau mà các bạn theo dõi. Đến đây thì danh thủ Trần Ánh Sáng đành buông cờ đầu hàng, Phạm Quốc Hương cầm đỏ đi tiên giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.